Hồi cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụm quân phía Tây Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Makepka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ở Makepka và những khu vực khác mà cụm quân phía Tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới hàng trăm binh sĩ chỉ trong vòng 24 giờ. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự trong chiến dịch này, bao gồm một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một khẩu lựu pháo M-198 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất. Chuyên gia quân sự Andrey Marocco nói với hãng thông tấn TASS rằng Trước hết, tôi muốn chỉ ra rằng Makepka là khu định cư lớn cuối cùng ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk do Ukraine kiểm soát. Hiện tại, có thể khẳng định hầu như toàn bộ vùng Lugansk đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Các chiến binh Ukraine chỉ kiểm soát chưa đến 1% lãnh thổ khu vực này. Theo chuyên gia này, hiện chỉ còn một khoảng đất nhỏ ở khu vực Statovo và Kremenaya vẫn do Ukraine kiểm soát. Ông Marocco nói thêm, tuy nhiên xét theo diễn biến trên tiền tuyến, tôi có thể nói rằng việc giành toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk không còn quá xa nữa. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân ở Donbass và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm. Đáng chú ý, quân đội Nga đang tiếp tục tiến gần hơn thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, Ukraine Pravda đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tại cuộc họp báo mới đây tuyên bố Kiev không cần sự cho phép của Washington để tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga vì Ukraine có thể sử dụng vũ khí do chính mình sản xuất. Ông nói họ là một quốc gia có chủ quyền và họ có thể sử dụng vũ khí do họ tự chế tạo. Và có rất nhiều loại vũ khí như vậy từ các chương trình mà họ đã thực hiện trong năm qua. Ngoài ra, với vũ khí mà chúng tôi đang cung cấp chúng tôi đã nói rõ rằng họ có thể sử dụng chúng để đáp trả các mục tiêu của nga bên kia biên giới nơi các cuộc tấn công đang được tiến hành vì vậy ukraine có một lượng lớn phương tiện để tự vệ đồng thời ông lưu ý rằng mỹ luôn xem xét các công cụ bổ sung mà nước này có thể cung cấp cho ukraine Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington không có khả năng kỳ diệu nào giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột. Ông Miller lưu ý, trước đây chúng tôi đã có cuộc thảo luận về các hệ thống vũ khí hoặc chiến thuật khác được cho là khả năng kỳ diệu duy nhất có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Và tôi luôn nói rõ ràng rằng chúng tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Ông Miller nói thêm rằng Washington đã xem xét tất cả các khả năng, chiến thuật và sự hỗ trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine một cách tổng thể, xem xét cách thức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường và toàn bộ chiến lược của Ukraine. Tuyên bố của ông Mueller được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Nga trong chuyến thăm gần đây nhất tới Washington. Không chỉ có vậy, theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Ukraine cũng không gây ấn tượng với các quan chức Mỹ. Tờ báo cho biết, khi trình bày kế hoạch chiến thắng tại Mỹ, ông Zelensky đã gặp phải sự thờ ơ từ các quan chức nước này và nói rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn rẻ chừng với những động thái được cho là sẽ dẫn đến gia tăng xung đột với Moscow. Dù đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, Song Washington vẫn chưa chấp thuận yêu cầu của ông Zelensky về việc cho phép quân đội Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do nước này cung cấp. Tờ Wall Street Journal nhấn mạnh việc Kiev không đạt được thỏa thuận tăng cường viện trợ từ Mỹ có thể khiến quân đội nước này đối mặt với mối nguy lớn, đặc biệt khi các tuyến phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực lớn tại Donbass. Nguồn tin nhận định nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn hơn mục tiêu của ukraine trong việc giành lại toàn bộ lãnh thổ có vẻ không thể trở thành hiện thực vào tuần trước theo một báo cáo của bloomberg các quan chức phương tây không tin kế hoạch chiến thắng của ông zelensky sẽ tạo ra bước đột phá trong cuộc xung đột do thiếu các yếu tố bất ngờ người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng cho biết kế hoạch của ông zelensky không đưa ra giải pháp hữu ích nào cho những nước phương tây ủng hộ ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, đồng nghĩa với việc NATO tuyên chiến với Moscow. Trước đó, Tổng thống Putin đã công bố loạt đề xuất sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân chiến thuật của nước này. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ 3 điểm thay đổi chính trong học thuyết hạt nhân mới, bao gồm coi các hành động xâm phạm Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung và từ đó kích hoạt phản ứng hạt nhân. Với quy định này, điều đó có nghĩa là Nga có thể đáp trả bằng phản ứng hạt nhân chiến thuật nếu Ukraine dùng vũ khí tiên tiến do phương Tây cung cấp tấn công sâu bên trong nước Nga hoặc đồng minh thân cận Belarus. Ngày 29 tháng 9, ông Peskov cho hay phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga đã được hoàn thiện và đang trải qua các thủ tục cần thiết cuối cùng để trở thành luật. Ông nói rằng những thay đổi này là cần thiết do các cường quốc hạt nhân phương Tây ngay càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraina. Theo một cập nhật tình báo mới của phương Tây, Ukraina đã sử dụng UAV để tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn dược quan trọng của Nga trong tháng này, gây ra tổn thất rộng khắp tại các địa điểm và phá hủy hàng tấn vũ khí quan trọng hỗ trợ chiến dịch của Moscow ở Ukraina. Các cuộc tấn công cũng cho thấy thành công của các chương trình UAV tầm xa của Ukraina trong khi đặt câu hỏi về khả năng của Nga nhằm ngăn chặn hiệu quả những hệ thống này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc Kiev có thể tiến hành các cuộc tấn công lớn với thành công nhanh chóng đã nhấn mạnh những khó khăn của Nga trong việc đánh bại các UAV Ukraine được sử dụng trong các chiến dịch tấn công sâu, mặc dù Moscow sở hữu một hệ thống phòng không rộng khắp. Mạng lưới này bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không, phương tiện tác chiến điện tử, pháo phòng không và chiến đấu cơ. Ukraine cho biết các UAV tầm xa của nước này đã xoay sở để vượt qua các hệ thống phòng không của Nga và tấn công một kho đạn ở khu vực Volgograd, đánh dấu cuộc tấn công gần đây nhất của Kiev. Trong một cập nhật tình báo gần đây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng cao các cuộc tấn công của Ukraine sẽ buộc Nga phải phân tán chuỗi hậu cần ra xa hơn do lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo làm tăng gánh nặng lên hệ thống phòng không vốn đã bị kéo căng. Các nhà phân tích xung đột thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đưa ra đánh giá tương tự sau cuộc tấn công của Ukraine vào giữa tháng 9 nhằm vào một kho đạn của Nga ở khu vực Tver. Giới quan sát cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn dược của Nga gây ra sự hư hại rộng khắp có thể buộc Bộ Chỉ huy quân sự của Moscow phân tán các hệ thống tiếp tế và hậu cần để khiến chúng ít tổn thương hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Việc Nga không thể đẩy lùi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine không phải là điều mới. Trong nhiều tháng, Ukraine đã xoay sở để thành công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự quan trọng bên trong nước Nga. Kyiv chủ yếu dựa vào các UAV sản xuất nội địa để tiến hành chiến dịch này do họ bị hạn chế sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tiến hành những cuộc tấn công như vậy. Ở diễn biến khác, tình hình Ukraine không mấy khả quan khi mới đây, trong bài phát biểu như thường lệ và được ghi hình trước, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ dựa trên các báo cáo ở từng khu vực tiền tuyến năng lực hiện tại và tương lai cùng các nhiệm vụ cụ thể có thể đánh giá tình hình rất, rất khó khăn. Ông cho rằng Ukraine cần hoàn thành mọi việc và đạt được tất cả những gì có thể ngay trong mùa thu này. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ông Zelensky đề cập tới việc cần phải hành động quân sự thật nhanh trong vài tháng tới. Cựu trợ lý lầu năm góc về các vấn đề an ninh quốc tế Charles Freeman vừa qua cho biết, quân đội Nga đang tiến rất nhanh đến khu vực hoạt động ở Donetsk. Ông này nhấn mạnh, nếu bạn nhìn vào những gì đang diễn ra trên thực tế ở khu vực Donetsk, bạn sẽ thấy rằng người Nga đang tiến với tốc độ chưa từng thấy. Vị chuyên gia Mỹ tuyên bố về chiến sự Ukraine rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Theo chuyên gia này, ngay cả giới truyền thông Ukraine cũng bắt đầu thừa nhận rằng mặt trận đang sụp đổ. Ông Freeman kết luận, chưa bao giờ có trường hợp những người ngồi trên bàn đàm phán lấy lại được những gì đã mất trên chiến trường vì vậy nên có đàm phán và họ sẽ chủ yếu dựa trên các điều kiện của Nga. Tuần trước, cố vấn của người đứng đầu DPR, ông Igor Kimakovsky, đã nói rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Pokrovsk đang bị dạn nứt và quân đội Nga đã cách thành phố vài km. Ở một diễn biến khác, khi xung đột kéo dài, một binh sĩ với bí danh Eddie chia sẻ anh và tiểu đoàn của mình đã kiệt sức. Họ được cho là sẽ được xoay vòng lực lượng 30 đến 45 ngày một lần và được nghỉ ngơi cũng như phục hồi trước khi trở lại mặt trận. Tuy nhiên theo SD, họ đã mắc kẹt trên chiến trường mà không được luân phiên trong suốt 8 tháng vì Ukraine phải vật lộn để tìm kiếm tân binh và nguồn cung vũ khí. Trong 8 tháng rưỡi, SD và tiểu đoàn của Anh đã di chuyển khắp các mặt trận khác nhau ở Donetsk, nơi mà những người lính nói rằng chúng tôi đã xoay sở được. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, vào tháng 3, họ được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe sau những tổn thất về lực lượng. Dù vậy, một binh lính Ukraine khác có tên là Brooks tiết lộ, vấn đề lớn hơn là chúng tôi được cho là phải đưa thêm người vào đơn vị, nhưng chúng tôi đã không làm được. Có tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khiến binh lính quá tải. Anh cũng nói thêm rằng tình trạng thiếu người không chỉ là vấn đề của riêng tiểu đoàn Anh mà còn của toàn bộ quân đội Ukraine. Sau khi trở về Donbass, tiểu đoàn của SD đã gia nhập một lữ đoàn mới và anh nói rằng ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã nhận thấy sự lộn xộn trong việc tổ chức quản lý phòng thủ và liên lạc. Eddie cho biết, chỉ huy lữ đoàn của anh bắt đầu giao nhiệm vụ gần như tự sát cho các tiểu đoàn của chúng tôi, cử người đi tấn công mà không có pháo, phương tiện trên không, xe bọc thép hay bất kỳ loại hỗ trợ nào. Eddie cho hay, 9 tháng giao tranh ác liệt rồi 6 tuần được nghỉ ngơi và sau đó quay lại tiền tuyến theo một trong những hướng nóng nhất là quá sức với một tiểu đoàn nhỏ. Các phương tiện của chúng tôi đang trong tình trạng tồi tệ, chưa kể đến các vấn đề sức khỏe tuyển thêm tân binh và việc huấn luyện thậm chí còn không được thực hiện. Theo binh lính này, ngay lập tức đã có 3 người thiệt mạng và một người bị thương nặng vì không bao giờ nhận được sự hỗ trợ pháo binh như đã hứa trong suốt cuộc tấn công. Họ đã giao cho bốn người này những khẩu AK-47 và không có gì khác để chiến đấu tại một vị trí. Eddie cho biết một đơn vị trong tiểu đoàn của Anh chỉ nhận được 15 quả đạn pháo một ngày, trong khi Nga bắn hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn quả pháo. Eddie nói, Giờ đây chúng tôi đã tổn thất số lượng binh lính trong 2 tháng, nhiều hơn so với số lượng binh lính chúng tôi đã mất từ trước đến nay trong các chiến dịch phòng thủ Kiev, chiến dịch Kherson, Vopchansk, Bakhmut, Sivetsk, Soledad và Marinka cộng lại. Vào đầu tháng 7, một chỉ huy trong tiểu đoàn của SD có tên là Roman Kulik đã đăng tải trên mạng xã hội X về tình hình quân đội Ukraine bị áp đảo trên tiền tuyến. Cho biết, các binh lính của ông từ chối thực hiện nhiệm vụ tự sát được giao và đi theo một con đường khác ông nói thực tế là những người này đã kiệt sức về thể chất và tinh thần sau nhiều năm xung đột đây là một cuộc giao tranh mà chúng tôi hoàn toàn thiếu các phương tiện và đạn dược để hỗ trợ bộ binh tất cả những điều này đã bị phớt lờ một cách ngu ngốc người chỉ huy này cho biết khi ông và những người cấp cao khác lên tiếng quan ngại về cuộc xung đột họ đã bị phớt lờ